Xin chào quý vị anh chị cô chú, quay trở lại kênh với Phú. Hôm nay em thì mới mua được một cái máy lọc không khí, tạo ẩm, lọc không khí của hàng cũ với giá mấy trăm nghìn thôi, cái giá khoảng tầm hơn 600 nghìn, chưa kể cước ship, thì nó rơi vào tầm khoảng 300 nghìn nữa. Thì tùy vùng, nếu ở gần thì cước gần, ở xa thì cước xa. Nói chung thì hàng mới về, không nguyên trong bọc, em sẽ mở ra xem là hàng nó như thế nào để cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo. Cái máy lọc không khí, em mua cái hàng của Sharp, hàng cũ. Đây quý vị, cái nhà này thì nó đóng cũng đơn sơ thôi, vì chồng hai hộp lên nhau vậy. Nhưng mà thì bên này thì cái bưu điện người ta làm ăn cũng ok, nên là không chèn kỹ lắm, thì hàng về nơi vẫn đảm bảo yêu cầu, vì họ có ghi bên trên là không không để những thứ khác bên trên đấy. Họ hàng vẫn ok. Đây thì em sẽ tháo ra tiếp cho quý vị anh chị cô chú cùng xem bên ngoại quan của cái sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm của em mua được nha quý vị. Đây là một sản phẩm KC30K2 của Sharp. Đây dưới có logo Sharp. Đây thì có logo ion, plasma cluster. Đấy thì trên này là các cái phím nguồn, tắt nguồn, rồi mức lượng gió, rồi thêm phần này là phần ion lọc và tạo độ ẩm. Đấy, đây là bên này là tạo thêm ẩm này, bên này là lọc không khí, rồi có nút reset, và đây là mã sản phẩm. Ngoại quan thì còn rất là đẹp, khoảng tầm trên 90%, có thể nói là tầm khá là mới. Đấy, đây là cái mặt sau của sản phẩm này. Cái lưới của nó thì người ta cũng chưa dùng mấy nên nó cũng còn rất là đẹp. Một bên hông thì ốc nhái thì vẫn còn chưa chảy xước gì, đây có một tí chảy xước thôi. Đây là thông tin sản phẩm này, mã sản phẩm là KC30K2W, 100V, 50, 60Hz và 30W. Cái này thì đây có chữ gia ẩm không khí, thanh lọc kỳ, thanh lọc cơ, nghĩa là thanh thanh tẩy cơ, nghĩa là cái máy tạo ẩm và lọc không khí. Con này thì sản xuất năm 2014 và lắp ráp thì ở Thái Lan. Con này khá ok, lắp Thái Lan thì ok rồi. Lúc đầu em mua thì em chưa nhìn kỹ lắm, em không quan trọng lắm, vì thương hiệu của Sharp là rồi sang bên Nhật này thì nó lắp ở đâu thì cũng là hàng Nhật thôi, em không không quan trọng lắm. Em cứ nghĩ là nó đa số lắp ở China, nhưng con này thì lắp ở Thái Lan thì ok, ngon ngon hơn nữa. Em sẽ tháo cái dây nguồn người ta đang bọc vào đây, cho nước vào và thử cho quý vị cùng xem. Thì đây là cái mặt sau phần lưới lọc và tấm lọc của cái sản phẩm này quý vị nhìn, có thể nói là khá là mới. Đây là mặt phía bên ngoài và đây là bên trong, thì có thể nói là cũng rất là đẹp. Đây là hình thức bên trong của cái máy này, nó cũng đơn giản thôi. Đấy, cái lưới chắn bụi, nói chung họ cũng giữ dùng cũng người Nhật thì người ta dùng đồ cũ rất là giữ nên là cũng mới lâu. Em cho nước vào rồi và em sẽ bật thử lên. Đấy, thì đây có phần độ ẩm, thì tăng giảm độ ẩm đấy, và nhiệt độ để 21 độ C và 88% độ ẩm. Thì đây là đang để chế độ tự động. Đấy, nút start thì nó sẽ tự động nó hoạt động và thổi cái không khí, lại thổi hơi lên, hút lọc hút cái bẩn trong không khí và tạo cái độ ẩm. Đây, độ ẩm thì nó là bật lên, nó sẽ thay đổi theo cái thực tế. Đây là chế độ tự động nha quý vị. Nói chung là cái sản phẩm này thì em mua với giá hơn 600 nghìn, và cái ngoại quan thì rất là đẹp và hài lòng, và chức năng hoạt động thì người ta cũng đã niêm yết trên cái đơn giao hàng của người ta, thì
niêm yết là ok, vấn đề gì về dùng thử thì em thấy nó hoạt động bình thường, còn là về cái chất lượng thì phải có thời gian để sử dụng thêm thì mới thấy có thể là đánh giá được, chứ không chỉ trong 1-2 phút mà có thể đánh giá được cái sản phẩm ngay được. Đấy thì quý vị nào có nhu cầu mua các cái sản phẩm mà lọc không khí, bây giờ mùa hè đến rồi, thời tiết khá nóng, thì quý vị nào có nhu cầu mua các cái sản phẩm máy lọc không khí cũng như là tảo độ ẩm thì em có nhận order thú vị một cái sản phẩm như này, thì em mua với giá hơn 600.000, tuy nhiên cước ship bên này nó rất là đắt, khoảng tầm hơn 300.000, thì một cái sản phẩm này nó rơi vào tầm gần 1 triệu, và cái khối lượng của nó thì cả tầm 5-6 cân, về Việt Nam thì tầm 2 triệu đồng một sản phẩm như vậy. Đấy, nếu quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ với em sẽ mua giúp quý vị anh chị của chú. Đấy, em xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của em, và xin hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.